Nắm bắt được nhu cầu chơi cây cảnh ngày càng đa dạng độc đáo của người dân, đặc biệt là thú chơi cây đu đủ cảnh vào dịp Tết Nguyên đán. Những năm qua, nhiều hộ dân tại xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang mạnh dạn mở rộng diện tích trồng, chăm sóc và tạo thế cây, góp phần nâng cao giá trị sử dụng đất nông nghiệp. Gia đình anh Hoàng Văn Tiến, thôn AB Quán Trạch, đầu tư trồng 70 chậu đu đủ cảnh, giống Đài Loan và Thái Lan. Sau 8 tháng chăm sóc, tạo thế, đến nay chậu đẹp nhất, gia đình anh bán với giá gần 8 triệu đồng. Chậu có giá rẻ nhất cũng từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng một chậu. Mặc dù mới đầu tháng 12 âm lịch, song đến thời điểm này, thương lái đã đến thu mua 80% số lượng chậu. Cây đu đẹp là chọn giống, xong còn dáng thế. Cái lá nó phải không được xoăn, hỏng lá lúc nào phải xanh quả, phải sai đều mà khít quả là. Mà đến lúc gần Tết chơi là nó phải điểm 1-2 quả chín. Cũng như anh Tiến, gia đình anh Đỗ Văn Việt nắm bắt được tâm lý của nhiều hộ dân vào ngày Tết, muốn có chậu đu đủ sum xuê trái đặt trong nhà để cầu mong một năm mới được đầy đủ, tài lộc thịnh vượng, nên đầu tư trồng 200 chậu đu đủ cảnh. Phần lớn trong số đó sẽ được bán phục vụ Tết Nguyên đán năm nay. Tôi làm ra thì bán hết ở vườn, là khách nhà vẫn về tuần về vườn mua. Những người chơi từ năm trước thì sang năm nhất định sẽ chơi đu đủ. Toàn xã Liên Nghĩa hiện có hơn 30 hộ trồng đu đủ cảnh với số lượng trên 2.000 chậu. Tổng giá trị thu được đạt từ 6 đến gần 10 tỷ đồng. Ưu điểm của loại cây này là có thể trồng xen canh vào diện tích các loại hoa và cây cảnh truyền thống tại địa phương. Được biết kỹ thuật trồng uốn tỉa đu đủ cảnh trên chậu rất kỳ công. Nếu không đúng kỹ thuật sẽ không cho quả chín vào thời điểm Tết Nguyên đán và tỷ lệ cây hỏng rất cao. Tuy nhiên, nếu thành công sẽ mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho các nhà vườn.